Chào cả nhà. Ngày hôm nay mình lại quay lại và muốn chia sẻ với tất cả mọi người về thông tin là giấy tờ thẻ xanh 10 năm. Và trong cái thời gian mà mình xin cái thẻ xanh 2 năm để được cấp thẻ xanh 10 năm thì mình phải làm những gì, cũng như là mình phải cẩn thận và trông chừng khi mà cái bên họ kiểm tra mình bất ngờ và những cái điều đó như thế nào, thì mình sẽ chia sẻ thêm với tất cả mọi người. Và nếu như ai đã có xem video trước của mình nói về cái thẻ xanh 2 năm như thế nào và thẻ xanh 10 năm như thế nào thì các bạn cũng đã hiểu một phần quan trọng của cái thẻ xanh nó ra sao, và một phần rắc rối khi mà các bạn không có tuân thủ luật của cái nước Mỹ thì các bạn sẽ gặp rắc rối rất là nhiều. Và nếu như ai chưa xem video đó thì hãy bấm vào cái kênh của mình và kéo xuống coi những cái video cũ nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ sâu vào cái vấn đề là làm cách di trú kiểm tra hôn nhân của bạn để cấp thẻ xanh 10 năm như thế nào. Thì trong khi phỏng vấn, các nội dung khai trong đơn bảo lãnh họ, tên, ngày tháng năm sinh của người bảo lãnh và được bảo lãnh, giờ giấc làm việc sinh hoạt vợ chồng, thông tin cha mẹ vợ chồng và thông tin người làm chứng. Thì cái trong thời gian mà khi mà họ phỏng vấn mình á, để họ cấp cái thẻ xanh 2 năm thành 10 năm, thì lúc đó bạn phải đi phỏng vấn, cũng như là mình phải làm một số thủ tục, một số thủ tục và nộp lên cho họ, và giống như là chứng nhận là bạn và người đó thật sự là vợ chồng. Bạn và người đó trong thời gian 2 năm đó, bạn và cái người chồng của mình hoặc cái người hôn phối của mình vẫn ở chung với nhau, không có giống như là không phải là mỗi một người ở một nhà. Đó là họ sẽ cho là đó không phải là hôn nhân, đó là hôn nhân giả. Và bạn phải chứng minh được là bạn và người đó ở chung một nhà trong thời gian 2 năm vừa qua. Và cái lúc mà họ phỏng vấn á, thì họ sẽ hỏi những cái thông tin như là cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, và ví dụ như những cái người làm chứng, cái người mà làm chứng ví dụ như là mai là mối của mình đó, hoặc là những người mà bảo lãnh mình qua, hay là những người mà theo kiểu là môi giới hay gì đó, thì họ sẽ gọi điện hỏi những người đó. Và cũng như là họ sẽ hỏi mình về cái thông tin người đó luôn. Giống như là bây giờ ai làm mai minh cho chồng mình đi, thì họ sẽ hỏi là người đó là ai, tên gì và ở đâu, làm công việc gì. Họ sẽ hỏi về cái người đó. Rồi xong rồi họ sẽ quay qua họ hỏi về chồng của mình, là cái người chồng của mình là chồng mình tên gì, sinh năm bao nhiêu, sở thích là cái gì, rồi ba mẹ chồng là ai, tên gì, sống ở đâu và bao nhiêu tuổi, và công việc như thế nào nữa các bạn. Họ hỏi như vậy đó. Rồi nếu như mà hai họ hỏi xong rồi, họ sẽ hỏi tiếp nha các bạn. Sở di trú cấp cho người kết hôn với người định cư Mỹ và người thường trú nhân Mỹ. Thông thường nếu trong khi phỏng vấn hồ sơ di trú thấy sở di trú thấy hồ sơ và bằng chứng rõ ràng thì họ sẽ cấp thẻ xanh 10 năm ngay cho bạn luôn, và không theo kiểu là không có đắn đo và không có trắc nghiệm các bạn nhiều. Thì còn nếu như mà họ nghi ngờ hai vợ chồng mình là không phải là vợ chồng thật thì họ sẽ cho thời hạn 1 năm gia hạn, để trong thời gian 1 năm đó họ sẽ kiểm tra, họ sẽ kiểm tra và họ xem có thật sự là mình là với người đó là vợ chồng thật hay không. Và đôi khi họ cho người theo dõi mình nữa, cho người theo dõi mình là hai vợ chồng mình có đi ra đi vào trong chung một căn nhà hay không, và có những cái sinh hoạt chung với nhau hay không đó. Cho nên mọi người cũng nên cẩn thận về điều đó. Và tuy nhiên có nhiều người lợi dụng kết hôn giả để ở lại Mỹ, nên sở di trú không chấp nhận thẻ xanh 10 năm và cấp thẻ xanh 2 năm để điều tra trong thời gian cấp thẻ xanh 10 năm. Có thể là gọi điện bất ngờ cho người thân và người làm chứng, hoặc là bất ngờ ghé thăm kiểm tra thực tế tại nhà. Là ví dụ như là họ nghi ngờ bạn là vợ chồng giả thì đôi khi lâu lâu họ sẽ ghé vô cái nhà đó và họ gõ cửa, xong rồi họ hỏi chồng mình đâu hoặc là vợ mình đâu, rồi để cho họ trắc nghiệm xem coi hai người có ở chung với nhau hay không đó mọi người. Đó. Rồi xong rồi tiếp đến nữa là khi mà hai vợ chồng mà
làm kết hôn á, mà đi vô mà phỏng vấn á, mà họ hỏi và họ cảm thấy là hai người không có khớp với nhau á, thì họ sẽ giống như là họ lưu cái hồ sơ mình lại, và họ sẽ giống như là họ sẽ cho mình thêm một cái thời gian nữa để xem nếu như mình thật sự là không phải vợ chồng thật, là bảo đảm là mình sẽ nản, hoặc đôi khi là mình sẽ lòi ra những cái sơ hở nào đó và họ bắt cái tẩy đó của mình để họ hủy cái hồ sơ, hoặc là họ biết là mình là làm kết hôn giả. Cho nên khi mà mình làm cái hồ sơ mà để mình xin được cấp thẻ xanh 10 năm á, nó cũng cực kỳ quan trọng và nó là quyết định cho các bạn là ở lại Mỹ lâu dài hay không, và sau đó là các bạn có thể thi được quốc tịch hay không. Cho nên nó hả, có nhiều người họ xem nhẹ cái thẻ xanh lắm, họ nghĩ là ừ qua đây là chắc có lẽ là họ sẽ được cấp thẻ xanh, và hết cái thẻ xanh 2 năm đó là họ sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm, là không hề nha các bạn. Tùy theo cái trường hợp cấp thẻ xanh của bạn, tùy theo cái trường hợp mà các bạn cấp thẻ xanh, ví dụ như là đi theo diện vợ chồng hay là đi theo diện du lịch hay là bất cứ cái gì đó, thì tùy theo mỗi một cái diện thì họ sẽ xét theo cái phương diện của cái hồ sơ của mình để họ sẽ cấp cho mình cái thẻ xanh 10 năm, chứ không có nghĩa là hễ mình hết thẻ xanh 10 năm, hết thẻ xanh 2 năm là mình sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm, là không hề nha mọi người. Cho nên mọi người hãy chú ý ở điểm này. Và mình nghĩ là cái một ít thông tin bé bé để chia sẻ với tất cả mọi người và có thể giúp mọi người hiểu hơn về cái sự việc là thẻ xanh 10 năm của mình đó, phải mình phải làm ra sao và phải có những cái gì cẩn trọng cũng như là phải nên lưu ý những gì, thì mọi người có lẽ như vậy là mình đã đưa ra được một số ý quan trọng để mọi người tham khảo rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại xem video của mình đến thời điểm này. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm like, subscribe và ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu các bạn có câu hỏi nào đó hãy để dưới phần comment để mình có thể hiểu, và mình sẽ đi tìm hiểu thêm những cái chủ đề và các bạn quan tâm để giúp ích mọi người giải đáp một số thắc mắc trong cái con đường tìm đến nước Mỹ như thế nào nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau nhé. Có lẽ như vậy là mình đã đưa ra được một số ý quan trọng để mọi người tham khảo rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ở lại xem video của mình đến thời điểm này. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích kênh của mình thì hãy bấm like, subscribe và ủng hộ kênh của mình nhé. Nếu các bạn có câu hỏi nào đó hãy để dưới phần comment để mình có thể hiểu, và mình sẽ đi tìm hiểu thêm những cái chủ đề và các bạn quan tâm để giúp ích mọi người giải đáp một số thắc mắc trong cái con đường tìm đến nước Mỹ như thế nào nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau nhé.